xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minecraft Minigame. Và đây là Noob Team. Xin chào. Hey. Xin chào. Noob ở đấy làm cái gì? Tí nữa đánh cho lại không trượt phát nào. Xin chào. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đến với một cái minigame. Đấy, nhưng mà cái này thực ra thì cũng kiểu là PVP, nhưng mà không phải đánh nhau đâu. Mà việc của chúng ta đây các bạn thấy không? Ví dụ như hòn đảo này, nhiệm vụ của mình cũng như là Kỳ và Pixel sẽ phải khiến đối phương ngã xuống, rơi xuống cái kìa, cái nền xanh xanh kìa, cái này là len đấy. Đấy, đào các cái block kia và rơi xuống cái nền xanh kìa. Rồi, thì rất là có rất là nhiều chế độ, thế nên là chúng ta sẽ test từng chơi từng cái chế độ một cho các bạn biết. Rồi, đây. Đây, mọi người đây, thêm phần bổ trợ là chúng ta có thể có những cái mũ này. Đấy, Noob sẽ chọn mũ rồng đi cho nó oai. Ai thích mũ rồng giống Noob cũng được, chả sao cả. Không có mũ toilet à? Có. Có. Pixel thích mũ toilet thì các bạn hãy comment phí 1 để được cho Pixel mũ toilet nhá. À đây, chúng ta có thể là chọn nói chung là đồng kiểu đồng một lỗ. Kiểu như chúng ta có thể chọn hiệu ứng nữa này. Chọn hiệu ứng đi dưới chân này, ví dụ như là đấy magic này hay là cái gì đây, neutral. Đấy, đại khái là strength. Nói chung là nó cũng không thêm được hiệu ứng gì sức mạnh gì đâu, nó chỉ có hiệu ứng dưới chân thôi. Sắc màu ở trên đầu, âm nhạc ở trên đầu. Ok, và có rất là nhiều map rừng này, map beat này. Đấy, trời ơi, chúng ta wow, rất là nhiều map các bạn thấy không? Chúng ta trên map rừng trước nha, bằng với cái chế độ đó là classic. Bắt đầu. Vô. Đấy. Beat chơi. Vào bãi biển thôi. Đâu? Đây là rừng hay bãi biển? Rừng ma. Phải không? Rừng ma. À. Sao giống không giống cái rừng lúc đấy nhỉ? Ừ, rừng lúc đấy làm sao? À, Kiều đang chọn. Kiều đang chọn. Ui, sắp đào được rồi. Trời, cái này rất là giống. Ui, không lên liều bạn ơi. Liều. Rồi, kêu tự đai rồi. Tự sát kìa. No. Game 1 Pixel Gamer win. Ok, I'm fine. Ờ, map biển à, vừa lấy mình chọn rừng mà. Đó là chọn rừng mà. Rồi, ok, đổi map băng kẽ. Rồi, map băng đi. Rồi, ok, chúng ta sẽ đổi chế độ around. Có nghĩa là chúng ta sẽ dùng cung và bắn. Đấy, lần này không dùng cúp nữa các bạn. Tạt game. Hợp lý không? Đấy, bắn từ xa nhá. Ai sẽ là xạ thủ VIP nhất. Đấy, trời ơi, lần này mình sẽ không vào gần đối phương đâu. Vừa nãy mình vào gần Pixel quá nên là tự hại bản thân. À, cũng đứng trên kia, mình cũng đứng trên cao, mình sợ nhỉ. Ui, rồi, cái gì vậy? Rồi, Pixel. Đó, trời ơi. Nói chung là cái chế độ này, đúng rồi, cái chế độ cung này rất là ghê. Rồi. Núi lửa này. Núi lửa. Chọn chế độ bunny nhá, nhảy cao nhá. Bunny nhảy cao. Okay. Rồi. Đó, núi lửa. Rơi xuống lửa kia à. Ok, đó rất là nhiều chế độ khác nhau. Thì là các bạn. Ui, nhảy cao này. Wow. Ui rồi. Sao lại? Đỏ đỏ kia mình không. Không, hy sinh làm sao được. Có vẻ là cái chế độ này sống dài lắm các bạn ơi. Sống dài. Kiểu cứ nhảy đi. Úi nhỉ? Úi rồi. Rồi đó. Rồi cái đỏ chết. Mình núp lừa. Không, núp không biết cái gì nha. Núp cũng không dám nhảy vào cái đỏ. Núp chỉ bảo chắc là không làm sao đâu. Trời ơi, chứ núp làm gì vào. Chứ lúc không dám vào, trời ơi, bởi vì là cái đỏ nhìn các bạn là cái đỏ mình vừa lấy mình đào không có được. Núi lửa mà lại. Ấy rồi. Kiếm nhảy được đấy. Được đấy, đào đã thì ta không thèm nhảy nữa, ta đào. Bây giờ này đến giờ đào. Xong bắt đi tí mới nhảy sau các bạn. Rồi, cứ đứng đây. Cứ đứng đấy chơi người đi. Đây các bạn thấy không đào được này. À ghê, rình rập con cá mập chờ mình. Sơ sẩy một cái thôi là. Dùng đi. Ui, kiểu tự đào mình kìa. No. Kiểu win à. Mình tự đào mình ạ. Thôi, kiểu như cái cúp đào nhanh quá mình không thể kiểm soát được ấy. What? Kiểu win kìa. Rồi, hiện tại được một game rồi. Rồi, ok, đây đổi map rừng này. Hãy bè đến Creeper. À. Đó. Có con Creeper nó nổ hả? Đúng đấy, rồi. Rừng nó phải xanh xanh thế kia. Rồi, ok, xuất hiện những cái con Creeper và khiến chúng ta bị nổ. Bùm, nổ tung. Thế là các bạn hãy tránh những con Creeper ra. Và đây là cúp đá nha. Đấy. Rồi. Đó. Không những tránh địch mà tránh cả Creeper. Rồi, ok, kệ cho. Rồi, Pixel. Pixel đâu rồi? Pixel bốc bắt họ rồi. Cái Pixel bốc bắt họ rồi. Sao, định làm gì? Nào. Creeper kêu. Định làm gì?
chạy thôi. Rồi. Đấy, kiểu thông minh không? Đào cho nó một cái lỗ thế là nó nổ dưới lỗ. Này thì nổ dưới lỗ này. Nó đằng sau luôn ạ. Nổ dưới lỗ đi. Gần lúc có một con. Nổ dưới lỗ đi. Nổ dưới lỗ. Aha, yes. Trời ơi, lỗ quá nhỉ. Rồi. Nó hơi bị lổ đấy. Rồi, tiếp đến là chế độ tiếp theo là Zumba này. Chúng ta chơi map gì đây? Map biển. Ờ, map nào ấy? Zumba ấy chơi map gì? Xem map nào mình chưa chơi. Chơi hết, hết rồi. Attack bằng Vulcan. Dừng đi. Ok. Đó, Zumba này. Nói chung là lần này chúng ta sẽ xuất hiện Zumba để truy đuổi chúng ta. Có ai nữa hả? Đúng rồi, lần này có Zumba nhiều lắm luôn đấy. Úi. À, kiểu ai bọn này đánh đẩy lùi nha, thế nên là cứ cẩn thận chạy thôi. Ây, ui. Chạy. Bọn này đánh đau lắm. Bây giờ chúng ta mình nghĩ rằng mình không nên đi đánh các bạn, đi đào các bạn đâu, mình phải đi sinh tồn chứ đã. Chết rồi, mình đẩy lùi ra đây rồi. Dù bài nó khỏe lắm, không nên. Ui ôi đông lắm. Ui ôi, chúc mừng nha, chúc mừng mọi người nha, ai cũng được hàng chục con bâu vào. Ui ai, ui cái bọn này. À. Wait. Chúng ta hình như được những cái vũ khí, cái ngẫu nhiên này. Rồi, ok, start game. Được item mà, ngon đấy. Rồi, map này có vẻ rộng này, map rừng này rộng các bạn ơi. Ok, đó, chúng ta sẽ nhận được các item ngẫu nhiên, đại khái là rơi... ok, mình cũng được bầu. À đâu, mình được cái này là cái gì đây? À, mình điền xúc mình bay lên, I can fly, yes. Ui, nhưng mà... I can fly. Ui, tí nữa thì mình tự đào mình. À, được thêm block các bạn ơi. Ồ, cái gì đây? Tức là được Jill. Ồ, cái gì đây? Oh, have a second life. Mình bay lên kìa. You have a second life. Bay lên không thì mình hy sinh rồi. Ồ, mình thêm bonus thêm block này. Ồ. Wow. Ai nhặt được món gì đây? Ồ. Wow, kiếm này. Cái này có cái chế độ này có vẻ hay này các bạn ơi. Ờ, nhặt item, nhặt item. Ờ ha. Ồ, rất là nhiều. Lêu. Tên nút này. À, tên kiều này. Kiều bó kinh đấy. Làm sao? Ui. Làm sao? À, bay. À, cái này sẽ dịch chuyển ngẫu nhiên quên mất. Bonus này. À, đây là bonus. Cái này hợp lý này. Cái này tí nữa kiều mà vào gần mình bay luôn. Ui, cái gì đây? Poi gì đây? Này rất là nhiều. À, tăng hình. Hay. Đi lại gần kiều nào. Các bạn ơi, các bạn đâu rồi, các bạn nhỏ đâu rồi? Kiều chạy kìa. Kiều chạy rồi. Bay lên. Oh. Đó, cho bay lên. À, người ra bên kia ta nghe tiếng rồi nha. Mình nhận ai được tiếng. Cầm cái rìu to chà bá luôn. Ba, đúng yes. Rồi. Trời ơi. Cái rìu bổ một cái thôi mà nó. Trời ơi, nó đục hẳn một lỗ xuống dưới luôn. Rồi. Item này hay thế. Event à, ok. Đây, chúng ta test thử từng cái một đã, sau đó chúng ta tí quay lại sau. Cái này là event okay, này các bạn ơi. Rồi, event nha, đây à, là... có nghĩa nó ngẫu nhiên trong những cái tất cả cái kiện. Đúng rồi, nó sẽ sự kiện, các cái sự kiện nó... Cái này là tổng hợp luôn này các bạn ơi. Cái gì đây, cái này... Event đầu tiên là gì đây? Chúng ta sẽ có event gì đây, mình tránh xa các bạn ra đã. Bom kìa, chạy đi. Peter này. Rồi. Dịch chuyển ngẫu nhiên kìa. Wow. Tí nữa mình sao đi à. Ok, mình cứ chạy đi. Oh. Ui, no. Mày quá. Mày. Tí nữa bay vào đây các bạn ơi. Rồi. Ui. Nguy hiểm quá. Mình sinh tồn đã các bạn ơi. Mình giờ này sinh tồn đã, chưa PVP vội lao vào đánh rồi. Đúng rồi, cái này bị không phải bị băng đông cứng kìa. Đã băng. Rồi ok, mình cũng chả làm gì, PCL cũng vậy. Nếu cái đấy mà đứng gần nhau là đào, ai đào nhanh thì đó chiến thắng đấy bạn. Ui. Thôi vẫn có tự động nhảy à. Chạy rồi. PCL săn ghê lắm. Đi săn. Đào cái này đi.
khó người khó ta. Ô, sự kiện gì nhỉ? Chưa thấy sự kiện gì xuất hiện các bạn ơi. Tách khu rồi, đang biệt lập này. Đang biệt lập nhau này. Không, tí nữa xa ra cái sự kiện. Hai người hai thế giới nè. Wow. Ủa, cái gì anh? Chạy nhanh nhỉ? Anh Hùng người đây. Chạy nhanh à? Ui. Ui, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì anh? Anh Hùng wow đấy. Ơ, cái đấy là sự kiện gì? Trời ơi, nút không biết là xuống đâu là nó thủng một cái lỗ to ở đấy, thế là Pixel đứng ngay cạnh cái lỗ đây. Tiếp này, còn chế độ cuối cùng này, insane. Ủa, chế độ này ghê không? Start nào. Chế độ của đầu của con skeleton wizard. Ok, thử xem là cái gì nha các bạn nhé. Pixel. Ui tí nữa thì. Wow. Ui, 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 cái này nhiều nhiều cái à. Cả item xuất hiện ngẫu nhiên này. Xịn đấy. Kêu cho kêu. Tao xung quanh kêu. Hay hay con dùng bay hâm này. Con dùng bay hâm này. Làm sao đây? Ờ. Wow, thế mà kêu cũng dùng. Con dùng bay hâm này. Ghét thế nhờ. Cá rồi. Con TNT kia nó đập phát Michelle bay lên trời xanh luôn. À, cái này chế độ tốc độ này, cái này xuất hiện. Cả dùng bay nói chung là nhiều nhiều cái hay lắm. Pixel nha. Ây da. Nhảy được qua kìa. Tại sao Pixel nhảy được qua? Không chết các bạn ơi. Pixel không chết kìa. No. Ui mày quá, mày quá. Mày quá. Dùng bài hôm này. Tha mạng đi. Ui ôi mày quá, đồng băng. Ui da. Ui ôi mày quá các bạn ơi. Mình sinh tồn. Này thì mình sinh tồn này. Ui kiểu không trúng. Kiểu chết rồi. Kiểu chết rồi. Kiểu đài các bạn ơi. Pixel ném cho một quả pháo. Pixel dừng chuyển ngẫu nhiên. Ui ui ui. Cái tượng này, chuẩn bị những cái tượng nó rơi vào người này. Đó. À. Nước bay đây, nước bay đây. Yeah. Và nút sắp chết rồi. Hello. Sao Hello never die. Quay lại cái chơi này. Cái đầu ốc. Ấy. No. Ơ, sao ta nó quay lại chơi. Ui, chết rồi, long rồi. Mình có thêm một mạng. Pixel ta đấy. À, cái sự kiện này kiểu được quay trở lại à? Ờ ha. À, kiểu như là sống sót bởi những cái con hero kia là kiểu sẽ được quay lại. Trời ơi. Một cái mũi tên rơi, nó không được, một cái mũi tên là mình tiêu diệt luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổi lại cái chế độ đâu nha, chế độ Event. Rồi, event hay item map. Rồi đổi map gì, map biển nhá. Ok. Rồi, Pixel vừa lấy chưa được chơi map biển các bạn. Chưa được tắm biển mà đã thấy xuống chết đuối này. Cá mập ăn chết rồi. Ui, trong này có gì đây? Item này nhiều cái hay lắm các bạn ơi. Rồi ok. Ui, đây này các bạn biết sức mạnh của cây dìu không? Simser cái gì đây, chém một cái thôi các bạn biết đấy. Mạnh lắm. Sao? Đúng à, ôi thôi, xin thôi. Chúc mừng nha. Trời ơi, người ta lừa đấy. Cú lừa ấy. À, tên nào. Ui dồi ôi, bán thế mà còn xịt. Thôi. Xí hụt được. Ồ, men. Men ơi. Chạy đi đâu hả men? Ui. Lên. Đúng rồi. Đúng. Ui, ra tận bên này rồi. Ờ, lúc chạy được rồi. Ui, lúc chạy được các bạn ơi. Mình sống hai cái item. À, lúc được. Wow, Ngọc Ender quá trời luôn này. Ê, wow. Rồi, hay quá, được Ngọc Ender thì còn gì bằng. À, trời ơi, may quá, kêu không giết mình. Vì sao đứng giữa kìa? À. Rồi, ok. I can fly high. Cứ đấy mà fly high. Kiểu đâu rồi ta? À, kiểu ăn thuốc tăng hình kìa. Mình cũng ăn sợ cái gì. Rồi, à, vào gần Pixel chuẩn bị. Đài. Dám tăng hình giết ta. Rồi, bè đến lượt kiểu nha bạn. Xử lý kiểu là bố nút mạng nhẹ trên đỉnh này. Không, mạng nhẹ nút thấy khó. Mạng nhẹ đặt khó, nút thích cái gì kìa. Cái gì vào cận chiến rất là tốt.
Ui giời, shit chết các bạn. Ui. Tỉnh không? Em phi sao lúc tỉnh không? Tỉnh táo tàu không? Được. À, định làm cái gì đấy? Làm cái gì đấy? Ui! Thế mà không chết. Khá. Tí nữa thôi. Khá bảnh đấy. Khá bảnh đấy. Ui giời, ui, cái gì? Định làm cái gì? Hả? Ui! Chết là mình tự dụng. Bay lên. À, lúc rồi lại rơi xuống. Nước mặt. Ê! No! Xịt kìa. Ném lúc ném ngọc Ender, lúc ném ngọc Ender bị vấp phải cục đá. Trời ơi. Hay thật đấy. Rồi ok. Ok thì có lẽ rằng là cái mini game ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi. Và Noob Team đã chơi tất cả những cái đây, những cái chế độ cho các bạn xem, cũng như là những tất cả những cái map này. Đấy, trời ơi, mà mình cảm thấy rằng là cái đây, cái chế độ item này mình thấy là hay nhất. Đấy, nói chung là mỗi cái đúng rồi, mỗi cái nó sẽ tổng hợp một cái, nó sẽ có một cái đặc trưng riêng. Thế nên là nếu các bạn yêu thích cái series này, yêu thích cái mini game này, và đừng quên comment rằng cái chế độ nào hay nhất nha. Và đừng quên để lại một like, cũng như ấn đăng ký kênh của Pixel, đăng ký kênh của Kiều nha. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Các bạn có thấy thêm một người nữa xinh đẹp đứng ở kia không? Bye bye. Trời ơi, cây chuối đấy. Bye bye.